Nếu như đã ở bên một người mà vẫn thấy người khác tốt hơn thì sao? Thật ra khi trái tim của chúng ta không kiên định thì bạn có đi đâu đi chăng nữa vẫn gặp rất nhiều người tốt hơn. Đôi lúc chúng ta sẽ thấy rằng phong cảnh ở nơi khác luôn luôn đẹp hơn ở nhà mình. Nhưng mà hãy nhớ rằng động lòng đó là bản năng, chung thủy đó là bản lĩnh. Có rất nhiều chuyện chúng ta có thể mơ màng, nhưng riêng chuyện tình cảm thì phải rõ ràng. Đừng vì một người đã từng cho mình đi nhờ một đoạn đường về nhà mà ta lại quên đi những ngày tháng vất vả. Hãy nhớ rằng trong tim không có chốn dừng chân thì đi đâu cũng sẽ lạc lối.